Các bạn ơi, hôm nay mình hầm nguyên con cá rô kiến nha các bạn. Cá rô kiến hầm sả. Các bạn xem video của mình nhé. Cho mình xin một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Cá rô kiến bự quá các bạn ơi. Cá rô kiến này có nửa ký. Nhìn hấp dẫn quá. Giờ mình vớt bọt nha các bạn. Thôi chín con cá đây rồi để gì lột cho bạn. Thôi cho bạn đó mà sao lên giận hờn diễn biết.